Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khối khí mát cuối mùa tác động tới các tỉnh Bắc Bộ lần này không mạnh, lại lệch nhanh về phía đông, khiến cho nó chỉ tác động phần nào đến thời tiết khu vực Bắc Bộ. Cụ thể là gây mưa rải rác cho các tỉnh Đông Bắc và ven biển của Bắc Bộ là chính. Còn tại các khu vực khác thì mưa phân bố không đồng đều. Đơn cử như trong đêm qua đến sáng sớm nay mùng 10 tháng 5, lân cận khu vực Hà Nội đã có mưa dông ở nhiều nơi. Các tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh và Hải Phòng có mưa với lượng từ 10 cho đến 30mm. Đặc biệt là tại Tuyên Quang, Hưng Yên và Hải Dương còn đo được lượng mưa từ 92 cho đến 105mm. Trong khi đó, khu vực Hà Nội cũng có mưa rào nhưng lượng lại không nhiều. Nhờ có mưa cho nên nền nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay cũng đã giảm hẳn. Trời chuyển mát mẻ dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất ngày vào lúc trưa chiều nay đã giảm hơn 24 giờ trước từ 2 cho đến 3 độ, chỉ còn từ 29 cho đến 31 độ. Mức độ oi nóng như những ngày trước đó cũng đã giảm bớt. Sang ngày mai, thời tiết tại các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ ổn định dần, mưa giảm hẳn trên toàn khu vực, ban ngày trời có nắng nhiều hơn cùng với nền nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội trời cũng có nắng mây đan xen với mức nhiệt độ cao nhất là 33 độ, về chiều tối có thể có mưa dông. Sau đó sang ngày 12 và ngày 13 tháng 5, một đợt mưa mới lại xuất hiện trở lại trên khu vực Bắc Bộ với nhiều nơi có mưa rào và dông, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông quý vị vẫn cần hết sức đề phòng với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông lốc hay là gió giật mạnh. Với khu vực Trung Bộ, trong đêm qua đến sáng nay, mưa dông rải rác cũng xảy ra tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Và dạng mưa này dự báo còn kéo dài ít nhất trong 3 ngày tới. Mưa khiến cho nền nhiệt độ ban ngày cũng không tăng quá cao. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, về trưa chiều trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi về đêm và sáng. Dẫu vậy cũng giúp thời tiết bớt oi bức hơn. Nhiệt độ vào ban ngày cũng giảm nhẹ từ 1 cho đến 2 độ, phổ biến chỉ còn trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Lui xuống phía Nam, trong hôm nay cho đến những ngày cuối tuần, các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày trời có mây thay đổi và phổ biến ít mưa. Tuy nhiên đến khoảng chiều tối muộn và đêm, rải rác phần phía Nam Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ sẽ có mưa rào, nhưng cường độ và diện mưa không nhiều nên ít có khả năng xảy ra ngập úng nội đô như những ngày trước đó. Tuy nhiên quý vị vẫn cần lưu ý với các hiện tượng như là sét đánh hay là gió giật nguy hiểm trong mưa dông. Nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam trong 3 ngày tới biến đổi không nhiều. Trưa chiều nhiệt độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên ở trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, trong khi các tỉnh Nam Bộ sẽ tăng cao hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trên khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong 3 ngày tới thịnh hành gió Đông Nam có cường độ trung bình cho đến yếu, sóng biển thấp dưới 2 mét, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi nên ít gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Như vậy là mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại tại khu vực Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này. Và quý vị cũng nên lưu ý, mưa rào mùa này thường không kéo dài trong ngày, chỉ tập trung vào khoảng chiều tối và đêm là chính. Bản tin thời tiết cuối ngày mùng 10 tháng 5 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.